Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình của những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 8 âm lịch. Như quý vị đã biết, Khỉ là con vật thông minh khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Theo tử vi tháng 8 âm lịch, những gia chủ tuổi Canh Thân luôn giữ được bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Nhờ có một ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên không sợ hãi trước những tình huống xấu mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình lần này. Vậy nên về vận trình tháng 8 âm lịch, những người tuổi Canh Thân cũng là một trong những con giáp gặp được may mắn và thành công nhất. Sự thành công của bạn đã khiến cho những con giáp khác phải đua nhau ghen tị. Vậy nên trong cuộc sống, bạn cũng cần phải lưu ý ứng xử hài hòa để tránh những mâu thuẫn, xung đột không đáng có và làm ảnh hưởng đến con đường thành công của mình. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu phân tích là số tử vi của những người tuổi Canh Thân ngay bây giờ nhé. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Canh Thân là những người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh và thích yêu thương, chăm sóc những người xung quanh. Bản chất họ là những người rất hiền lành, thân thiện và mong muốn làm được những điều thiện, điều tốt, giúp ích cho đời. Người tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên dễ làm mất lòng, nhân duyên không được tốt. Đây chính là tính xấu mà bạn cần phải sửa đổi để mực. Đây chính là tính xấu mà bạn cần phải sửa đổi để được mọi người yêu quý nhiều hơn, cũng tốt hơn cho con đường tiến thân sau này, sự nghiệp được hanh thông thuận lợi. Vận mệnh người tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu nên tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay chớ nên tiêu xài hoang phí mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Với những người tuổi Canh Thân, tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt. Sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới, dân văn phòng được dự đoán sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, người làm kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi liên tục đổ về túi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp. Dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua, hạnh phúc của hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức tăng thu, giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Kỷ Âm Thổ nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Canh Thân trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy sự nghiệp của người tuổi. Tử vi tháng này cho thấy sự nghiệp của người sinh năm 1980 có những dấu hiệu rất tích cực. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh và bày tỏ ý kiến của mình. Có thể bạn sẽ mang lại những tác động tích cực giúp công ty phát triển nhanh chóng và đúng hướng hơn. Trong năm nay, bạn cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của cấp trên và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Vì thế, dù là khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không nên sợ hãi hay chùn bước. Mạnh mẽ đối diện sẽ giúp bạn trưởng thành nhanh chóng hơn, cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 8 âm lịch, gia chủ Canh Thân không cần lo lắng quá nhiều về phương diện tài lộc. Tài chính có dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2022. Bản mệnh có thể gặp được những bạn hàng, đối tác triển vọng và đôi bên sẽ cùng chung tay hướng tới một mục đích chung. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thể hiện giá trị của bản thân mình, được tăng lương, thăng chức.
Số tiền bạn nhận được có thể giúp bạn cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống so với trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá ngông cuồng và lãng phí, nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu, giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, gia chủ bước sang tuổi 42, nếu không chú ý đến sức khỏe, bạn vẫn sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề về tiêu hóa, huyết áp, xương khớp, dạ dày, đại tràng. Cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bản mệnh không nặng hơn. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống rượu và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn có tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết, bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Hãy xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, đồng thời rèn luyện sức khỏe đều đặn để có một sức khỏe tốt nhất, đối diện và giải quyết với những vấn đề mà cuộc sống đem đến. Các gia chủ tuổi Canh Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người đã có vợ, có chồng, về cơ bản có một mái nhà bình yên. Dù đôi khi những mâu thuẫn, tranh chấp vẫn có thể xảy ra, nhưng sau mỗi lần như vậy, đôi bên sẽ có cơ hội nhìn nhận lại chính bản thân mình và đối phương để sau đó sẽ có cách ứng xử sao cho phù hợp. Người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của bạn bè khác giới. Nếu có cảm tình với ai thì nên chủ động tiếp cận và giữ quan hệ, có như vậy thì mới nhanh chóng nắm được hạnh phúc trong tay. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch đều bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sử và tị thành kim cục, xung mão, hình dậu, hại tuất, phá tý, tuyệt dần. Đối với những người tuổi Canh Thân trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 8 năm 2022, tức ngày 29 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp sát là sắp dần, có nạp âm là đại khê thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 8 năm 2022, tức ngày 10 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là bích dần, có nạp âm là lô trung hòa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 8 năm 2022, tức ngày 22 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là mậu dần, có nạp âm là thành đầu thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của bạn vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thân trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 8 năm 2022, tức ngày 1 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là đinh tị, có nạp âm là sa trung thổ. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 8 năm 2022, tức ngày 13 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là kỷ tị, có nạp âm là đại lâm mộc. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là tân tị, có nạp âm là bạch lạc kim. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng vẫn phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Canh Thân 1980 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.